Thưa quý vị, vô vi tâm linh, một cái tên nghe rất huyền ảo và vi diệu, liên tưởng con người ta đến những niềm tin siêu nhiên. Bằng sự huyền ảo và vi diệu này, thời gian qua, vô vi tâm linh đã lôi kéo nhiều người ở Quảng Ngãi tin theo. Công an Bình Sơn đã đấu tranh, ngăn chặn và vạch trần bản chất thật của vô vi tâm linh. Cũng như nhiều người dân khác ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, ông Phạm Thảo ở thôn Bầu Chuốc, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn có thời gian tin theo vô vi tâm linh do ông Trương Văn Thay sáng lập và truyền bá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Sớm phát hiện bản chất chiêu trò mê tín dị đoan, phản khoa học, ông Phạm Thảo ngoài việc không còn theo mà còn đấu tranh phản bác cái gọi là vô vi tâm linh. Mới đầu ông nhìn người ta nhìn thấy thì người ta còn tin nhá, chứ mà người ta nhìn thấy một thời gian là người ta tự người ta bỏ liền, nhưng người ta không tin. Bởi vì người tu không lộn có việc đó được. Trương Văn Thay hiện ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, sáng lập và truyền bá vô vi tâm linh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk. Vô vi tâm linh đánh thẳng vào tâm lý của những người cả tin đang gặp hoạn nạn, bị bệnh hiểm nghèo, nhu cầu tâm linh chữa bệnh theo kiểu phước chủ mai thầy. Cách chữa bệnh tâm linh mượn xác nhập hồn, lên đồng, bóc thuốc chữa bệnh, bói bài, thậm chí cấp bùa chú cho một số người dân cả tin để trấn nhà cửa, giải nghiệp. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã nhận được nhiều đơn tố cáo của người dân bức xúc về những hậu quả mà vô vi tâm linh gây ra. Gia đình ly tán, thành viên gia đình nghi ngờ lẫn nhau, gây bức xúc trong dư luận. Là đối với những gia đình mà có người tin theo vô vi tâm linh thì hầu hết là gia đình không hạnh phúc, thường xuyên lục đục. Thậm chí có nhiều trường hợp là mang theo vài trăm triệu đồng và nhiều tài sản quý giá để bỏ nhà ra đi. Từ những hoạt động trên có thể thấy, hoạt động truyền bá cái gọi là vô vi tâm linh của Trương Văn Thầy không thuộc tín ngưỡng tôn giáo được pháp luật Việt Nam công nhận. Với hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân để buôn thần bán thánh, trục lợi cá nhân, vô vi tâm linh cần phải được xóa bỏ trong đời sống xã hội.